Em chào các bác nhá. Hôm nay em lại có một cái máy cũ này, em lôi ra để em bán thanh lý, để thu vốn, để cho nó rộng kho. Vì cái máy này em mang về nhà cũng phải đến mấy tuần rồi, nhưng mà là em cũng bận, chẳng có thời gian đăng lên. Thì hôm nay em sắp xếp lại các thứ máy móc trong kho, thì em thấy cái máy này thì em tranh thủ bỏ ra mấy phút để em quay review lên cho các bác em thanh lý. Cái máy này nếu mà các bác mà ra các quán gần nhà, các bác mua gần nhà thì cũng có quán không, nhưng mà có quán nào có thì người ta phải bán cho các bác phải gần 3 triệu các bạn. Các bác người ta mang tận nơi, người ta lắp cho các bác thì cũng phải gần 3 triệu. Đấy, thế còn các bác mà mua trên YouTube thì các kênh nó bán thì nó khoảng 2 triệu rưỡi các bác nhé. 2 triệu rưỡi là cái đấy. Thế còn cái máy của em này, nói em 2 triệu rưỡi tức là máy, tức là cái máy trên YouTube người ta bán những cái máy 2 triệu rưỡi là vỏ nó không có xấu này. Vỏ nó đẹp như những chỗ này này, kiểu như nó không bị han, bị yếc lên. Thì 2,5 triệu. Thì máy này thì là vì nó bị vỏ nó xấu, nhưng nội thất thì rất đẹp nhá. Xem quay cho các bác này, vỏ nó xấu này, thứ nhất là vỏ xấu, thứ hai nữa là em mà không 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 bán máy cũ, không chuyên máy cũ, mà em chỉ bán máy mới thôi, nên là cái máy này em gần như là em bán thanh lý là thu vốn. Trước em mua thế nào rồi em bán thế chứ chẳng có lời lãi gì cả. Đấy, em bán chỉ có 2,2 triệu thì bao ship toàn quốc các bác nhá. Và các bác biết xem YouTube và biết biết mua trên này là các bác đang có một lợi thế đấy, bởi vì là mình mua trên này được tham khảo, rồi được xem quay chi tiết cái máy như thế nào thì cũng như mình nhìn bên ngoài thôi. Rồi được rồi em đã thử điện cho các bác biết là cái máy đang chạy ok con này như thế nào. Thì các bác mua so đỡ, các bác mua đỡ đỡ xong rồi bên ngoài các bác mua là về đến 700-800 đấy. 700 sau 700 đấy, đỡ là bao nhiêu tiền với cái máy cũ mà đỡ sau 700 thì đỡ được rất nhiều, mà em lại vẫn được bảo hành bình thường. Em bảo hành 6 tháng, bởi vì là sao? Bởi vì trong cái máy này này, các bác nghĩ bảo hành đơn giản nhé, không có cái gì phức tạp cả. À, đây là dây đồng nhé, quận dây đồng người ta chạy bao nhiêu năm rồi mà nó vẫn sáng đẹp này, thì các bác không yên tâm, không lo bao giờ nó bị cháy bị điếc gì nhá. Và cái hệ thống cần than chạy chạy này, các bác yên tâm nhé, nó cũng em làm một nắp nhiều lắm lắm rồi, nhưng mà trường hợp để hỏng cái bộ chuyển động này nó rất là hiếm. Bởi vì sao? Bởi vì ngày xưa điện yếu nhá, nó điện 50V nó cắt xuống lên đây, nhưng bây giờ điện có yếu nó chỉ 178 thì nó chỉ quét một đoạn ngắn này, từ 178 đến 220, 230 thỉnh thoảng nó dích một tí rồi, thì không ăn thua gì cả. Bây giờ cái những cái motor hoặc những cái máy trà nó quay hàng nghìn vòng trên phút đấy, mà nó còn chạy, nó còn bền, thế còn mãi chẳng hỏng cái này dịch dịch thỉnh thoảng dịch tí thì nó còn, nên cái hệ thống chuyển động này còn lâu lắm hỏng nhá. Nó hỏng nó chỉ hỏng cái bo mạch thôi. Thì em sẽ ví dụ trường hợp không may trong vòng 6 tháng mà nó bị hỏng cái mạch này, thì em sẽ gửi cho các bác cái bo mạch khác. Em sẽ hướng cho các bác thay, là tự thay là thay được ngay, là lại chạy ngon lành như cũ. Nhưng mà cái này, cái máy này em là bao zin nhá, nguyên bản luôn đấy. Cái mạch của người ta chạy bao nhiêu năm rồi mà nó còn không hỏng thì nhỏ bác về các bác mua thì cũng yên tâm, không bao giờ no hỏng hóc gì cả. Đây vẫn mạch zin của máy này, cái mạch màu thâm thâm này cũ cũ bẩn bẩn theo máy này. Để nhìn máy, nhìn cái này mình đã biết là mạch zin rồi nhá các bác nhá. Đấy, các thứ bên trong cũng hơi han tí, bởi vì cái này người ta mua từ mới các bác nhá, được cái nhà chủ mua từ mới, nhưng mà người ta để trong cái kho kho mà để người ta chứa đồ đấy, chứa đồ linh tinh ấy, trong đấy là nó bụi bặm rồi nó ẩm, đâm ra nó bị han này. Và cái đèn nút người ta lấy đồ nó gặp người ta bị va vào đấy, duy nhất nó có cái đồng hồ cơ này, đồng hồ điện ra này nó bị vỡ hỏng, thì em đã thay đồng hồ khác rồi, còn tất cả là zin hết, em bao zin hết đấy. Có 2,2 triệu đỡ được so với các chỗ khác người ta bán đỡ tận 300 các bạn, còn nếu mà so bên ngoài thì đỡ được 600-700 lại 700 đấy, thì chẳng tội gì các bạn. Đấy, em vẫn bảo hành cho các bác 6 tháng cho các bác yên tâm. Đấy, kênh của em đây là số điện thoại là duy nhất đây. Còn bác nào ở gần thì em này ở Tiên Lục, Lạng Giang, Bắc Giang nhá. Bác nào ở gần thì qua thì em bớt cho tiền ship. Còn không thì em cứ tính là 2,2 triệu là bao ship toàn quốc. Nhận hàng các bác được ghim điện vào rồi test thử chạy ok ngon lành rồi mà phải thanh toán nhá. Bây giờ em sẽ test điện cho các bác xem này. Đây em tắt đi nhá. Đấy, em đang dùng cái vô cấp để em cho điện yếu xuống này. Đây để em bật lên cho bác nhìn. Đấy, quét nó vớt điện đấy. Điện ra là vẫn 220 nhá. Đây bây giờ em này, giảm điện này, giảm điện này. Tăng điện này, giảm điện này. Tăng điện này, giảm điện này. Đấy, vẫn chạy hoạt động bình thường nhá. Tắt đi nhá. Tắt đi trở về. Đấy, bật lên lại kéo điện. Ổn định điện, điện lúc nào 220 nhà chúng ta dù đầy nút là chúng ta không biết rồi, không có đồng hồ theo dõi, chứ còn đầy nhà điện nó khỏe quá không tốt đâu, hoặc lúc điện lúc lên lúc xuống thì đầu điện nó không không tốt, chúng ta có qua ổn áp là tốt nhất đấy. Máy hình là hình thức như này các bác nhá, em quay vòng quanh cho các bác nhìn này.
Đấy, em về thì em cũng chẳng vệ sinh đâu, em chỉ lau qua bụi thôi. Chứ còn nếu mà bác làm trên đồ cũ người ta còn mông mã lại nó còn đẹp hơn nhiều, người ta lại bán đắt hơn đấy. Em có sao mà ăn vậy. Đằng sau cũng có điện, đây có điện vàng ở đây nhá. Giải đó, điện áp là 50 đến 240 này. Cũng có điện 100 và điện 220V. Đấy, các bác về các bác chạy đồ của Nhật hoặc là chạy âm thanh hoặc là chạy tổng gia đình 10 kVA thì thoải mái rồi. 10 kVA giải 50. Đấy, cái máy này là 2 triệu 2 bao ship toàn quốc nhá. Em thì chẳng hứa để cho bác nào cứ gọi điện cho em nhưng mà cứ cứ đặt cọc. Bác nào đặt cọc trước thì em chuyển cho người đấy. Chứ em chẳng hứa cho bác nào ạ. Rồi ok, chào các bác nhá. Các bác ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ các thỉnh thoảng em ra những cái video review có những cái máy gì hay hay nhá. Còn em chuyên máy bán máy cách ly chống giật thôi. Đấy, bác nào chưa biết kênh của em thì cứ vào xem máy cách ly chống giật này chúng ta lắp vào tổng gia đình là chúng ta cứ khi mà điện qua cái máy này chúng ta cứ sỏi thẳng tinh được không giật, hoặc là ổ điện có rơi xuống nước chúng ta đi vào cái vùng nước đấy cũng không giật, máy móc giò máy giặt máy lạnh rồi là máy tắm nước nóng thứ giò thoải mái nhá, chúng ta yên tâm. Nói chung là máy kia thì nó an toàn rồi, chống sét an toàn rất tốt, còn máy này thì chỉ có chức năng ổn định điện thôi. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhá, chào các bác.